Mới mưa xong các bác ạ, giờ là bắt đầu ra lô khoan. Giờ là 6 giờ kém rồi, giờ mới bắt đầu đi khoan này. Mưa này ướt hết cây này các bác này. Khi mà mình khoan ấy là có những cái vòi như này là mình vứt hết ra, mưa gió kệ đó. Thường thường là kinh nghiệm của em khoan là nó cứ mưa xong là mình đi khoan. Đấy, khoan như này là còn dăm trong này là phải kéo ra này, đây này. Đấy, phải kéo hết cái dăm này ra. Khi mà nó mưa qua một trận như thế này ấy thì là nó những cái cơn mưa sau ấy, ví dụ mưa áp thấp thì mưa sau thì nó mưa không to, cho nên là nước, cái tỷ lệ nước vào là không cao. Cây này là bị khô miệng này, này các bác thấy không, bóc bóc ra trước là bị chết miệng đến đây 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 đó, bóc hết vảy ra, giờ tận dụng lấy được tí nào hay tí đấy thôi. Cái lô này bị khô miệng nhiều lắm, thời xưa cạo khô khủng khiếp luôn đó. Thao tác như này, cái này một tay em cầm máy để quay, một tay em khoan, vừa cắm ống nó chậm, khoan bấm máy nhẹ nhẹ thế thôi, đừng có bấm mạnh. Đây, cắm như này, cắm vuông góc nhá bác, các bác cứ cắm vuông góc à, và úp cái nắp lên đây, úp phát như này lên này, úp kín như này, kệ nó. Mưa gió thì mới sợ, chứ còn mưa thì chả sao. Cái phương pháp này là nó lợi thế là ở cái chỗ đấy, mưa ướt cây thì vẫn cứ khoan bình thường không sao hết. Đối với mình khoan cắm ống này thôi, còn mình khoan máng ấy thì không làm này được, mưa là chả ai đi khoan, chỉ khổ cho mấy cái anh mà mua mủ thôi, có vài người cũng phải vào mua. Đấy các bác xem này, nước nó chảy ròng ròng, từ để em bật đèn lên. Đó, nước này, đây nước chảy mầm này. Giờ là mình chỉ việc là mình bấm máy khoan, khoan vào đây phát là được. Khoan là khoan vuông góc 90 độ. Đấy, mủ loang ra. Khi cắm ống như này ấy là khoan vuông 90 độ là nó nước nó không chảy theo ống vào, mủ mình không bị nước. Còn mưa to quá đi ấy thì vẫn bị nước đấy. Những cái cây bị nước là toàn là những cái cây mà mình làm ở cái chỗ cong ấy. Đã bị nước. Này, giờ cái khoan nhẹ phát. Chỗ này là cái chỗ đóng nắp chóp của năm ngoái ấy. Giờ mình khoan vào vẫn lấy mủ bình thường. Đấy, cứ cắm như này là xong. À. Đó. Nhiều bác thì cứ khoan vào 2 giờ đi khoan, lúc đấy nó chưa mưa mà. Đấy, xong nghĩa là đến 3 giờ hoặc 4 giờ là nó mưa cho một phát, là khi cái trận mưa đầu ấy, ui rồi gió nó khủng khiếp, bay hết nắp. Hôm qua em cũng bị bay nắp ấy. Đem đi bán được có 23 độ mấy. Cái lô đấy thường thường là được, cái nhát đấy là nhát thứ 6, thứ 7 được khoảng hơn 100 cân nổi, 110 mấy cân là cao. Qua sáng nay đem đi bán được 150 mấy cân. Úi dồi, 150 mấy cân, nước không. Qua hôm qua là 10 giờ nó mới mưa, 10 giờ đêm. Một phát đến sáng, may không được tí đấy. Vớt vát được tí. Đây này, các bác xem này. Đó, cái chỗ này là chỗ đóng nắp chóp hồi xưa đấy. Giờ mình cứ tận dụng chỗ nào trống cho mình khoan đấy thôi. Khoan cái là đóng cái nắp bên này vào là thoải mái. Mưa chấp luôn. Đấy, cứ bấm máy khoan, khoan nhẹ phát như này. Ống phát là xong.
như cạo truyền thống là mưa những ướt cây như này là không làm được đâu, khoan khí mới làm được. Đó. À, giờ là bấm ở đâu bấm, nhiều bác cứ bảo là khoan là phải hàng lối đàng hoàng, hàng lối đồng ý là phải có, nhưng mà mình khoan như thế này ấy là mình phải tận dụng triệt để được, miễn sao là cái khoảng cách ấy giữa các mũi khoan ấy là nó lúc nào bảo đảm từ 1,5 phân đến cho đến 2 phân, để cho cái vùng da đấy là nó không bị suy và nó phục hồi trở lại. Còn các bác thích khoan kiểu gì thì khoan, so le cũng được mà không so le cũng được, chả ảnh hưởng gì. Đấy. Mưa, mùa mưa này là yêu cầu phải cắm ống thật thẳng, thật vuông góc. Và đợt này là em làm lấy xuống ở cái bên dưới miệng cạo này này. Đây này, đây là những chỗ mà khoan. Đây. Từ tối quá. Đấy. Đây là những cái lỗ khoan của năm ngoái ấy. Đây này. Các bác xem. Đó. Bây giờ là bắt đầu khoan kế vào đấy luôn lên. Đó. Khoan thấp vào như này đấy, mủ chảy ra. Tối quá. Không nhìn thấy. Đấy. Úp phát lên như này là xong. Đây. Cái này là bịch khí. Rồi. Rủi ro mình làm ở dưới này ấy, gặp những cái chỗ mà thời xưa nó bị khô miệng ấy, khô miệng đứt đoạn ấy. Thế là vào những cái chỗ đấy là mủ nó ít lắm, có cây còn không có mủ luôn, là phải chuyển sang chỗ khác kiếm mạch mủ mới có mủ. Đây đây là cái cây này là cây khô miệng từ cái thời cổ này. Đấy, giờ lại lấy mủ lại được, năm ngoái lấy không có mủ. Ừ. Nước mưa chảy ròng ròng này, này. Em các bác xem đấy, đó này là trúng cái tia nước nó xuống. Năm ngoái lấy không có mủ đâu, năm nay lấy lại có mủ này đấy, nó bóc hết cái lớp ra bên ngoài đi này, xong cái là tái sinh lại cái mạch mủ có mủ đây này, mức mủ ấy đấy, mức mủ đến đây, lúc nào cũng được đến đây, giờ lấy lại được. Mà cái này da nó rất mỏng nha các bác xem này, khoan này đó, nhẹ tí là tới, xem nước chảy đó, coi thấy không, đấy, nước chảy nó hòa quyện với mủ ấy. Chạy xuống để xem cái mủ cây này nha. Đấy, cắm vuông góc như này. Cái này là cái kiềng là nó hơi bị lệch so với cái ống, là mình phải kéo qua bên này. Đó. Cắm à. Rồi, các bác xem mủ. Ừ. Đấy. Thấy không? Mủ chảy ra đến đây này. Đến đây này. Cái này cắm ống mớm mớm rồi, nếu cắm mà sâu quá cái da nó mỏng ấy thì là nó bị lòn mủ ra ngoài. Không được. Đợi tí để mủ nó chảy ra. Đấy, mủ chảy đến đấy rồi đấy. Được nửa ống rồi đấy. Rồi, chia sẻ với các bác vậy thôi. Bởi vì em khoan xong rồi đã. Bà con có thể vào group Facebook hội khoan lấy mủ cao su bằng khí đúng phương pháp để hỏi đáp và trau dồi kinh nghiệm nhé.